Ế, không có ai hết đấy. Invite a friend. Mình không có friend mà thôi đi thôi. Ai đó? Chơi mày vô mày. Ủa cho nó chết. What? Voi nút nào đấy? Voi nút nào? Can you hear me? Can you... Oh, thank you. Nice to meet you. I'm new. I don't know how to play. Mình biết chơi. Mình nói nó là mình biết chơi, my friend. Can you teach me how to play? What? Chạy đâu vậy? Thằng này là thuyền trưởng của mình, my friend. Mình chỉ là một thằng gọi là... tôi tớ tiểu tốt thôi. Mình đi. Ok. I press. Yes. One moment. Woo, let's go. Thuyền trưởng của mình vừa ra lệnh cho mình làm một cái nhiệm vụ gì á. Mysterious Stranger, một người lạ kỳ bí ẩn. Một vài tên cướp đã nghe về câu chuyện của cái gì đó mình chưa kịp đọc thì cái dòng chữ đã biến mất. Me get into it? Okay, how? Nó bảo mình muốn. Yes. Oh, yes. Glam. Yeah, okay. Woohoo! I captain. Goodbye. See you ahead. Hello, bảo duy tân. Đu, thuyền trưởng chuyên nghiệp phết. Đu, mình lái được không ta? Thuyền trưởng có cho lái không biết. Đi rồi nè. Tạm biệt bến cảng thân yêu. Where we going? Đừng đi đâu biết. Chém tất. Thuyền trưởng nói chờ một chút. Thuyền trưởng đi đâu ấy? Ôi. Mình bị say sóng, my friend. Không chơi được game này đâu, game này say sóng lắm. Ê, đi đứng rồi. Woo. Thuyền trưởng có biết thuyền trưởng đang làm gì không vậy? em không biết rồi đó thuyền trưởng. What? Thuyền trưởng bối rối mẹ rồi, thuyền trưởng chắc mới tập chơi rồi. Mẹ mày không hiểu sao tao hiểu. Xin nó bảo I understand journal of the private lot while the starbreaker need summer on the sea of peace. Oh, English is not my primary language, you know. Yeah, so if you don't understand then my father cannot understand that, you know. Ra quay cái này nữa chứ. Ôi. Are you shooting? Là thuyền trưởng bắn không ta? Captain? Where are you? Thuyền trưởng đâu rồi? What? Thuyền trưởng mẹ bơi ra kia rồi. Thuyền trưởng đi đâu rồi á? Để con mực nó đi, nó bỏ mình lại đây my friend. Thằng mất dạy này. Mình bảo mình mới tập chơi game này rồi mà. Có nên đi theo không? Thôi mình lái thuyền đi. Thuyền trưởng đi vắng này, cơ hội để mình gọi là tập lái. Let's go! Hello? Go go go! Sao nó không đi? Go! Ủa? Sao kỳ vậy? Sao thuyền mình đi my friend? Thuyền lợm này hình như thằng thuyền trưởng khi đi nó đạp phanh rồi. Trước khi đi nó đạp phanh rồi. Hả? Kéo neo à? Neo ở đâu? Neo ở đâu my friend?
Nhanh lên, thằng thuyền trưởng sắp về rồi, mình phải lái thuyền chạy, cướp thuyền. What happened? What happened? Where are you? Can I help you? Thuyền trưởng đang kêu mắc cầu cứu. I see. Okay, I will come for you. Nó bảo để nó cứu nó. Thuyền trưởng nằm trong đó rồi. Thuyền trưởng bên này nè. À, thuyền trưởng kìa. Mẹ. Yes, I told you, I'm new to this game, you know. First time play this game. Mẹ mình nói ngay từ đầu là mình mới tập chơi game này. Thằng này bảo mày là cái thằng nghiệp dư này chứ, thằng mất dạy này. Game nó cho bắn thì mình bắn bỏ thằng thuyền trưởng lâu rồi. Cái gì đây? Nó bảo có rắn gì á. Phải có thức ăn mới được nấu à? What the fuck? Thuyền trưởng đi chơi bỏ mình ta. Buồn mà. Ôi. Gì nhìn như cái đầu lâu mà friend. Hả? Ui, lên đây đẹp hết nhỉ. Lên đây cái gì? Ô, cái gì nè. Ui, thức ăn kìa, ngon. Bạn không thể cầm thêm thức ăn nữa. Sao vậy? Mình vừa nghe cái bùm ở đâu ấy. À! What the fuck? Bị rắn cắn rồi. Captain. There's the problem, Captain. I being bit by a snake. I'm being bit by a snake. What do I do? Mình đang xin thuyền trưởng chỉ thị khi mà bị rắn cắn. Attack it. Ok, thank you captain. Nó bảo là phải đấm nó. Mày. I killed it. Mình giết được con rồi. I help you. Are you okay? Here, come here. Nó hỏi mình giết con rắn ở đâu. There, here. À, thằng này lượm thịt ăn một mình. Ok. Nó bảo cầm thịt lên hả? Mình tưởng đang định. Sao có miếng vậy ta? Thằng nó ăn hết mấy miếng còn lại rồi. Where the thuyền trưởng, my friend? Ôi, lừa mình à? Nó đâu rồi? Oops. I take the book. Mình không ăn snack đâu, ăn thịt rắn ghê lắm. Để đưa đồ cho nó chứ. Nút nào để mở rương đồ ra? Sao thở dài ghê vậy? Thuyền trưởng thở dài rồi, thuyền trưởng chán đời rồi. Để đánh một bài nhạc cho thuyền trưởng đời chán đời. Thuyền trưởng nghĩ là má, đáng lý mình phải gặp. Ôi thằng này đồng điệu phết. How can I give you the meat? How? I have some pork. Yeah, I have raw pork. Oh shit. Here, draw meat here. Mình đưa cho nó thịt sống. How can I give you? Here, I take it here. In my hand. Take it. Đang đưa cho nó cầm thịt sống nè. Cầm đi chú. Nó bảo chờ nó chút. Mình không biết nấu đâu. Lười nấu lắm. Để này làm nấu đi. Mình giả bộ không biết nấu thôi cho nó làm đầu bếp phải không? Thằng này làm thuyền trưởng thôi là cái chức thuyền trưởng là to quá. What the fuck? Chức thuyền trưởng là to rồi, bây giờ bắt nó làm đầu bếp luôn. Mình giả bộ ngu cho nó, gọi là làm hết cái công việc lặt vặt trong cái thuyền này. Cuối cùng là nói chung là tuy thằng này mang danh thuyền trưởng, nhưng mà thực chất người có quyền là mình. Người cầm quyền cao nhất ở đây vẫn là mình. Vẫn là thuyền. I don't know. Nó hỏi mình có bao nhiêu. Sao còn miếng dở này? What the fuck? Ủa? Hết rồi. Chết mẹ, đưa hết đồ ăn cho nó rồi. Cái gì đây? What? Ơ cái miếng thịt heo chín đâu, mình chưa ăn mà. What? Aha. Wait what? Miếng thịt heo chín của mình đâu? Are you okay?
What? What in here? Nó hỏi có cái đế gì trong này. Oh, yes, thank you. Nó thức ăn trong cái hộp này mà phải đây. Captain, where are you from? The country. Okay, I don't know. I don't know where is it. America? Wow, I'm from Vietnam. Do you know Vietnam? Vietnamese? Có đủ nó không biết Việt Nam kìa. Mẹ ngày xưa đất nước nó xâm lược mình mà bây giờ nó không biết mình là thằng nào. What the fuck? Thằng này học lịch sử ngu lắm này. Khéo là ăn ở nhà chơi game biết, chả biết gì về lịch sử. Thôi không sao. Sau này nó biết là ngày xưa có một thằng Việt Cộng chơi với nó là được. Sau này sẽ gọi mình là Việt Cộng chắc luôn. Captain, we hitting Iceland. What the fuck, Captain? Captain! May mà có hư thuyền không ta? Shit, mình phải coi thiệt hại các đại my friend ạ. À. À. Oh. Ok, không sao đấy. Ôi, một hồ rớt tay le rồi my friend. Our ship is breaking. Our ship is breaking. What? Nó bảo chìm thuyền mẹ rồi. Where are you? What is this? Why are you do that? Mình bảo sang này tạt nước vào đây. You supposed to throw through it on the sea. Why you throw on the boat? I mean on the ship. What the fuck? Shit. Oh. Are you drinking this? Nó uống nước muối cơ my friend. Why are you drinking this sea water? À, ok. Nó uống rượu, ông phải uống cái này, mình tưởng. Are you okay? I'm coming to you. How can I drink? Nó uống hết mẹ rồi. Ok, nó bảo lấy cái ly ra. Ly đâu? Mình làm đé có ly. Mình lấy có ly. Uống mình cái ly. Chó nên uống một mình mà thế. I don't have the cup. Mình không có ly. Thuyền trưởng mình bị say rồi. Thuyền trưởng mình hóa ra là một thằng nghiện rượu 12 tuổi nghiện rượu. Stop captain. You are going to die, you know. Alcohol poison. Ngộ độc rượu đấy. Captain, stop please, stop. What? I'm here. Nó bảo cho cái gì ấy. Oh my god, mình sắp mất thuyền trưởng rồi my friend ạ. Mình sắp mất thằng thuyền trưởng mới gặp rồi. Thuyền trưởng mới gặp game. What? Are you? What are you holding? What the fuck? Help! Ủa? Má thì nó ói mặt mình. Dậy này. Thuyền trưởng bảo đang ở trên này. What is this? What's this? Okay. Where? Nó bảo mình cầm. Woo! Treasure, my first treasure. Help! Help me! Chết mẹ rồi, thằng chó này nó lại chơi mình nè my friend. Oh my. Wait, what? Đây là đâu vậy? Hello? Can you hear me? Yeah, I'm on the boat. But not our boat, someone boat. Thuyền quái đâu rồi thuyền mình? Captain, where are you? What? Ủa? What the fuck? Thằng này đưa mình đi xuống địa ngục rồi à? Hello, thắng thông tay. Chết mẹ rồi, thằng này giết mình rồi. Mình chưa kịp giết nó giết mình. Gì đấy? Cái gì ta? Làm ơn giúp tôi cái gì đó. Cảm ơn. Thuyền trưởng mất dạy này. Giết nó là giết. Oh, I'm back, Captain. Captain, where are you?
Ok. Ồ, lần đầu tiên được lái thuyền nè, Faveler. Slap và Color. Slap và Color mà khác. Thuyền trưởng dặn là đừng có làm sập thuyền. Oops, đi ngược sấm sét rồi kìa. Wow, cảm giác thật là vô mốt, my friend. What? Captain! Captain! Fuck you, Captain. Mày, đã thấy tao đâm thuyền cho chết mẹ hết cả hai thằng luôn. Hậu quả của Captain đó. Lần sau đừng có láo em nha, Captain. Oh shit, oh shit, Captain! Oh shit! What? Sao thuyền bị... Ôi lag quá à. Đến giờ lag rồi. Ủa thuyền không bị làm trái đấy. Tưởng đâm cú rồi là về nát mẹ khúc trước rồi chứ. Thằng này ăn may đấy. I have a good time with you, you know. Really good time. But I have to go now. So thank you for private with me, you know. For sailing with me, you know. Yeah. Yeah, have a good day, Captain. Have a good day. See you again, see you again. Alo, see you again, nhưng mình lại see you again biết. Here we go, here we go, here we go, here we go. Now we blasting off into the ozone. The way we kick it in the dojo was local for sure, though we paving the road that's opposed to the dojo.